Thưa quý vị, trước đây vào thời điểm tan học, cảnh ùn tắc giao thông cục bộ tại một số khu vực trường học trên địa bàn thành phố vẫn thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do phụ huynh dừng đỗ xe không đúng quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Và trước tình hình đó, thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Trong đó, mô hình trực nhật an toàn giao thông với bạt che nắng lưu động đã phần nào tác động tích cực đến ý thức của mỗi phụ huynh khi đưa đón con em mình. Hằng ngày, các tổ trực an toàn giao thông luân phiên gồm các thầy cô giáo, lực lượng bảo vệ, đoàn thanh niên và các em học sinh cùng nhau tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh chấp hành quy định về an toàn giao thông, đậu đỗ phương tiện ngăn nắp tại các khu vực đã được quy định sẵn bên trong khuôn viên vào đầu giờ và cuối giờ các buổi học. Việc tìm những bóng râm hay đậu tạm để chờ đón con em trong tiết trời nóng bức đã được giảm tải đi rất nhiều nhờ những chiếc bạt che nắng lưu động như thế này. Nhờ đó, học sinh có thể dễ dàng tìm thấy bố mẹ và giải tỏa được lượng phương tiện nhanh chóng vào giờ tan học. Dạ, cô giáo dặn con là đứng gần vào chỗ khu vực bên này để cho khỏi bị xe đi ngang nhà trường che mà ba mẹ có đón trẻ cũng yên tâm này. Thế là đứng ở đây cũng che mát cho con. Trước đây, mạnh ai nấy dừng đổ xe để chở đón con, nên cả người dân đi qua và phụ huynh đều rất khó khăn trong việc di chuyển. Cạnh đó, Quang Trung là tuyến đường huyết mạch trung tâm, tập trung cả ba bệnh viện lớn của thành phố Đà Nẵng là Bệnh viện Đa Khoa, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh Hình, nên lưu lượng người và phương tiện giao thông rất dày đặc. Do đó, ùn tắc vào giờ cao điểm là việc khó tránh khỏi. Vì vậy, việc tổ chức sắp xếp địa điểm dừng đỗ xe cho phụ huynh khi đưa đón học sinh trong khu vực trường học nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn nói chung, cũng đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch tại trường học trong tình hình hiện nay. Trước đây khi chưa có những cái tấm bạt ở đây á, thì phụ huynh đến đón á, thì sẽ đứng tràn ra hai bên lề đường cũng như thật chắc là xuống dưới lòng đường, thành ra là rất là cản trở. Nhưng mà từ khi có tấm bạt này rồi thì trường sẽ mở cửa ra, thì tất cả phụ huynh tới đón có thể vào tập trung ở trong đây, thì cái việc mà an toàn giao thông nó rất là đảm bảo và các cháu cũng dễ ra tìm phụ huynh hơn. Để đảm bảo các an toàn giao thông và thực hiện tốt cái phong trào vì cổng trường bình yên á, thì trong những năm qua trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ đã triển khai cái mô hình nhất đó là thành lập các đội thanh niên xung kích để hỗ trợ cho các việc di chuyển của các em học sinh khi ra về. Thứ hai là mở cổng trường và mời phụ huynh vào trong sân trường xếp theo vị trí mà nhà trường đã bố trí để đưa đón các em học sinh. Thứ ba là yêu cầu chi đoàn giáo viên thực hiện phân công đoàn viên hỗ trợ trong vấn đề đảm bảo an toàn phía trước cổng trường, giảm ùn tắc giao thông tuyến đường quan trọng phía mặt. Mô hình an toàn giao thông bạt che nắng lưu động đã nhận được sự đồng tình rất cao từ phía nhà trường và gia đình học sinh, dần dà trở thành thói quen tốt của các bậc phụ huynh khi đến đón con em mình. Từ đó giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ tan học tại khu vực này. Hy vọng thời gian đến những mô hình hay như thế này có thể phát triển mới và rộng rãi hơn tại các trường học trên địa bàn thành phố để góp phần đảm bảo an toàn an ninh trường học và lan tỏa nét đẹp văn hóa ở môi trường học đường.